Hai Pencil Studio. Hai Pencil Store, cửa hàng đồ chơi dành cho bé, mua ngay tại hypencilstore.com. Xì lam của em vàng màu gì vậy? Em vàng có xì lam màu giống như là những muối bưởi vậy á anh Đỏ. Xì lam này cũng sóng sánh như vậy nữa. Đây là một bạn xì lam vô cùng đặc biệt, cực kỳ khó cầm luôn các bạn. Các bạn nhìn nè. Vui quá. Vui quá à. Bây giờ bạn sẽ dùng đất sét nhợt. Wow. Nhìn thật là thích vàng ha. Dạ, y như là bánh bông lan vậy đó anh Đỏ. Wow. Dù vàng đã cố gắng hết sức, nhưng hình như là bạn đất sét nhật không thích bạn slam của vàng. Anh Đỏ đã gần hoàn thành cục slam của mình rồi. Sau khi trộn đất sét nhật thì slam của vàng cũng có một màu xanh rất đẹp các bạn ơi. Anh Đỏ nhớ là anh Đỏ có 5 chai màu nước, 5 màu. Vậy thì bây giờ anh Đỏ sẽ chia cục slam này ra 5 phần bằng nhau. Màu xanh rất đẹp. Wow, vậy là anh Đỏ đã trộn 5 màu xong hết rồi nè. Bây giờ hả, anh Đỏ sẽ tới công đoạn anh Đỏ sắp nó cùng lại với nhau. Vàng và anh Đỏ cũng đã hoàn thành xong phần trang trí những slam của mình. Đúng vậy. Và các bạn hãy nhìn đi, đây chính là slam trái tim biển, ngôi nhà của nàng tiên cá của vàng. À, còn đây sẽ là vùng đất bánh kẹo của anh Đỏ. Mảnh đất này là được làm từ sô-cô-la đó các bạn. Còn cư dân sống ở đây đều là những bạn bánh cham xinh đẹp. Các bạn ơi, các bạn có thấy không? Đây là slam vùng biển của vàng nè. Đó, ấy có một bạn nàng tiên cá dính ở trên đây. Bạn đang bơi theo sóng đó các bạn. Hôm nay có hai slam vô cùng đặc biệt, vô cùng khổng lồ luôn. Cái này thì một mình vàng chơi không hết rồi. Chắc là vàng phải chia cho anh Xanh và anh Bút Kỳ thôi. Anh Đỏ cũng vậy, anh Đỏ sẽ chia chiếc bánh vùng đất này thành 4 hòn đảo khác nhau và cho mỗi người một hòn đảo luôn. Đúng rồi. Bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Mẹ ơi, con đói quá à. Con mới ăn hamburger cách đây 30 phút mà đó. Con bé rồi, cho con ăn một cái gì mà sôi sôi nóng nóng đi. Sôi sôi nóng nóng mà không cần ra. Mẹ đã biết con nên ăn gì ngày hôm nay rồi đó. Món gì? Đó là món mì tự sôi. Wow. Bây giờ thì mẹ sẽ làm trước nha. Đó, mẹ vàng đang đổ nước.
nước đã ngập rồi. Nhanh lên Đảo ơi. Đảo ơi Đảo. Được rồi đó con, nhiều quá rồi. Ngoài ra mình phải đổ vô mì một ít nữa. Rồi. Còn bây giờ thì đã đến lúc mình nấu chín nó. Rồi, húp lại nhanh lên các bạn ơi. Tại vì bạn đã bắt đầu nghe âm thanh sôi rồi các bạn. Nghe rồi. Nóng lắm luôn các bạn. Trời, trên đời này phép màu tự sôi là có thiệt. Bây giờ bạn mở ra đây đã ơi. Wow. Wow. Trời ơi, các bạn ơi nhìn đi. Màu của sa tế đã hòa thành màu chung của mì. Ôi, những miếng hồi nãy mà cứng ngắc bây giờ đã trở thành những cọng miếng mềm mại đây nè. Wow. Với củ sen, rong biển, trứng và thịt bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Wow. Bây giờ bạn sẽ ăn thử một miếng rong biển để coi là nó có tươi được như rong biển bình thường không. Vẫn giữ được độ tươi luôn á đó. Ngon khó cưỡng. Rong biển rất là ngon nha. Nhưng mà điều đặc biệt nhất là ở sợi miếng á, dai cực kỳ luôn á đó. Các bạn có muốn ăn với bạn không? Các bạn ở nhà các bạn không? Tao thấy thèm món mì tự sôi này không các bạn? Mà muốn còn phải mua 100 hộp. Để khi nào mà nhà không có bếp ga, con sẽ đem ra con nấu con ăn, không cần mẹ nấu ăn nữa. Bạn rất là cảm động trong ngày hôm nay vì đã tìm ra được một món ăn của thế kỷ. Một món ăn đầy pháp thuật. Đó chính là món mì tự sôi. Bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Ăn thôi.